Sau khi tăng hơn 15 điểm vào phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường ngày hôm nay có một cái phiên chững lại và rất nhiều các cái nhóm anh cũng như là các cái nhóm cổ phiếu gặp một áp lực rung lắc, áp lực bán tương đối lớn trong cái phiên giao ngày hôm nay. Hiện tại thị trường đang trong một cái vùng rất là nhạy cảm quanh cái mốc 1240 và gần như chắc chắn trong những cái phiên sắp tới thị trường nó sẽ có những cái biến động rất mạnh vài biến động đó là gì và chúng ta phải cần làm gì để chuẩn bị trong những cái phiên sắp tới thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ bóc tách kỹ với anh chị về cái vấn đề này để giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới rồi thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official à, thì em là nguyên Đà ngày hôm nay như thường lệ thì vào mỗi thứ ba thì chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường để nhìn qua một chút về thị trường của cái phiên giao dịch ngày hôm nay đánh giá xem thử thử là thị trường ngày hôm nay nó vận động như thế nào cũng như là có một chút lưu ý với anh chị về vấn đề về thị trường nhìn qua về một số các cái nhóm ngành cũng như là một số các cái mạng cổ phiếu tâm điểm để giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới thì anh chị xem video thì anh chị nhớ bỏ ra vài giây nhấn cho em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu chị chỉ đăng ký. Anh chị tham gia cái nhóm cộng đồng thì cứ bấm vào đường link Zalo ở à, bên dưới phần mô tả. À, còn nếu chị muốn đăng ký cái buổi học, à, sách đại đỉnh của em, vào chủ nhật tuần này, ngày 13 tháng 8 thì anh chị có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em. À, số điện thoại thì em có để trong hình á, à, 0903 93166 để chủ nhật tuần thì chúng ta học. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Rồi phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thị trường của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, à, phiên giao dịch ngày 8 tháng 8. Thị trường ngày hôm nay đóng cửa gần như là mức quanh tham chiếu, tăng là khoảng 0,81 điểm và đóng cửa cái mức là 1242. hai với một cái mức thanh khoản trung bình cao là 23.207 tỷ với 242 mã tăng và 238 mã giảm. Trong rổ VN30 thì có 9 mã tăng và 18 mã giảm. Thị trường ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch khá là giận co từ phiên sáng đến phiên chiều. Nhìn qua về cái mức độ tăng điểm và cái độ rộng thị trường á thì ngày hôm nay có khoảng là 242 mã tăng và 238 mã giảm. Tức là cái số mã tăng và cái số mã giảm nó rất là cân bằng với nhau và anh chị nhìn về cái mặt vận động thì anh chị thấy là ngày hôm nay là một cái sự giằng co rất là lớn à, về cái mặt về thị trường à, cũng như là rất nhiều các cái nhóm ngành thì ngày hôm nay nó là một cái phiên phân hóa à, tương đối lớn ở các cái nhóm cổ phiếu ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu nó có mức cái tăng điểm tốt ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu ngành dầu khí à, một số những cái mặt cổ phiếu ngành thủy sản hay là một số những cái mặt cổ phiếu dòng thịt heo à, ví dụ như hag debaco à, 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 nhưng mà cũng có một số những cái mặt cổ phiếu nó gặp áp lực rung lắc ví dụ đầu tư công À, rồi bán lẻ, rồi dầu, à, nó chỉ bất động sản, bất động sản công nghiệp, hay là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán. À, thì ngày hôm nay là một cái phiên rung lắc và dần co rất là mạnh à, của cái thị trường. Rồi thì đầu tiên chúng ta xin qua về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay à, để chị xem thử thị trường ngày hôm nay nó làm cái gì. À, thì thị trường ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch rất là chậm. À, có thể nói ngày hôm nay thị trường giao dịch khá là chậm. À, khi mà thị trường nó có mở gáp từ đầu phiên, thị trường ngày hôm nay thị trường nó có một cái một cái cái nhỏ từ đầu phiên, nhưng mà tầm khoảng là 10 giờ rưỡi thì nó đã quay trở về lắp lắp lại cái gáp này thì sau khi mà thị trường nó quay về lại lắp lắp lại gấp này á thì trong phiên thì thị trường nó giao dịch tương đối chậm nếu anh chị để ý kỹ là thị trường ngày hôm nay nó không tạo quá nhiều cảm xúc ví dụ như trong những cái phiên mà thị trường nó giao dịch nhanh á, thì anh chị sẽ rất là bấn loạn ví dụ như là lúc mà thị trường nó kéo lên là anh chị sẽ phô mô hoặc là lúc mà thị trường nó giảm xuống là anh chị bắt đầu anh chị hoảng nhưng mà thị trường ngày hôm nay thì em thấy là thị trường giao dịch khá là chậm đó và nó biến động rất là hẹp ở trong phiên À, tầm khoảng là hai ba điểm thôi quanh cái mốc là tầm khoảng một nghìn hai trăm bốn mươi và đóng cửa cái mức là gần như là quan tham chiếu tầm mốc nghìn hai trăm bốn mươi hai rồi thì đó là cái mặt vận động của thị trường à, trong cái phiên ngày hôm nay à, thì em có nói với chị là tức là trong cái buổi livestream ngày hôm qua đó, thì cũng thì em có phân tích với chị là cái phiên ngày hôm nay á thì mới gọi là cái phiên bước đệm thôi anh chị hiểu không? tức là cái phiên dụng ngày hôm nay là một cái phiên bước đệm tức là không, sau khi mà thị trường nó có một cái tức là sau khi mà thị trường nó có một cái nhịp rũ tức là sau khi mà thị trường nó có một cái nhịp giảm xuống và thị trường nó có một cái nhịp buôn lên đó, thì cái nhịp này là một cái gọi là em hay gọi là một cái nhịp buôn lại và là một cái nhịp buôn nhịp hai đó thì thị trường nó đã có một cái phiên tăng điểm rất là tốt à, vào cái phiên giao dịch ngày hôm qua là một cái phiên tăng hơn 15 điểm và nó có một cái gap up anh chị hiểu là thị trường ngày hôm qua nó có một cái gap up nha đó và ngày hôm nay là một cái phiên trưởng lại đó thì hôm bữa các em có nói với chị là nếu mà thị trường nó có thể xảy ra biến động á tức là nếu mà thị trường nó có xảy ra biến động nha thì tính từ cái này nè nó sẽ nằm ở phiên t cộng ba và phiên t cộng bốn đó ví dụ ngày hôm nay là t không này đúng không tức là sẽ chị ngày hôm qua là t không hôm nay là t 1 ngày mai thứ tư là hai thì nếu mà thị trường nó có biến động thì sẽ xảy ra cái phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì anh chị đặc biệt theo dõi hai cái phiên đó rồi thì bây giờ thì em sẽ phân tích với anh chị thị trường một chút xíu rồi thì đầu tiên á chúng ta sẽ nói lại em sẽ nói là cái phiên triệu ngàn qua trước là cái phiên giao dịch thị trường nó tăng hơn 15 điểm thì anh chị lưu là cái phiên triệu ngàn qua là một cái phiên giao dịch rất là nhạy cảm bởi vì sao bởi vì thứ nhất là thị trường nó có một cái phiên tăng điểm với một thanh khoản tương đối nó không có thấp đâu gì, thanh khoản ngày hôm qua tầm khoảng hai ba hai bốn tỷ nó là một cái phiên tăng điểm với thanh khoản không thấp rồi và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu ngày hôm qua nó có một cái mức tăng điểm khá là tốt cái thứ hai á, là thị trường ngày hôm qua nó có một cái gấp ấp à, thị trường ngày hôm qua nó có một cái gấp ấp mà cái gấp ấp nó thể hiện gì nó thể hiện cái sự hưng phấn của nhà đầu tư nhà tức là thể hiện cái sự hưng phấn đó và thị trường thứ ba ngày hôm qua nó cũng có một cái nhịp buôn lại qua cái vùng đỉnh cũ tức là cái lực cầu của cái phiên ngày hôm qua là một cái một cái phiên rất mạnh thứ nhất là tăng điểm tốt thứ hai là dòng tiền vào tốt và thứ ba là mở gấp ấp tức là thị trường ngày qua em hay gọi là dòng tiền vào tức là có cái dòng tiền vào tức là có một cái lực cầu tốt vào cái phiên ngày qua đó thì để mà đánh giá được cái phiên vừa ngày qua nó có nó có tốt thật hay không tức là mình biết nó là có cái dòng tiền vào rồi nhưng mà để mà đánh giá được nó là dòng tiền của nhà nhà, nhà tư tổ chức hay là dòng tiền của nhà tư, nhà, tư nhân á, thì mình sẽ theo dõi trong những cái phiên sắp tới đó thì hôm bữa có nói với chị là trong tầm khoảng ngày mai ngày mốt, và ngày thứ năm và ngày thứ sáu á, thì chị theo dõi thật là kỹ là thị trường nó có chấp nhận giữ ra cái mức trên cao hay là không Đấy, mình nghĩa là tầm thứ năm thứ sáu là chắc chắn thì anh chị thấy là thị trường nó sẽ có biến động đó. thì anh chị xem nữa là thị trường nó có chấp nhận giữ giá cái mức cao này là không tức là sao tức là khi mà thị trường nó rủ xuống và nó buôn lại một nhịp thì thị trường nó chấp nhận giữ giá phía trên cao này tầm khoảng ba bốn cây nó giống như như này anh chị tức là khi mà thị trường nó rướng về là quanh rướng về lại và thị trường nó giữ giá là một này hai này ba này bốn này phải phiên thứ nào nó bắt đầu nó tăng lên này thì nếu mà chị thấy là thị trường nó bắt đầu nó giữ giá những cái mức phía trên là thị trường nó sẽ tăng tiếp luôn mà thị trường nó sẽ không cần rủ lại nhưng mà chị thấy là thị trường nó chỉ còn nó quay ngược về lại dưới cái mốc thứ nhất là cái vùng đỉnh cũ là quanh cái mốc là một hai ba thứ hai là cái gap nó được mở ra và cái phiên ngày qua là một quan tầm khoảng là một hai ba tức là quanh cái vùng tầm khoảng một nghìn đến một nghìn thì thị trường nó sẽ tức là thị trường nó sẽ tạo một cái một cái mức gọi là một cái vùng hai đỉnh trong ngắn hạn thì lúc đó thị trường nó phải lùi lại một cái mức sâu hơn Đã, tức là thị trường nó phải lùi lại một cái nhịp nhẹ phía dưới này là quanh cái mốc tầm khoảng một nghìn một trăm như này thị trường nó mới đi lên được đã tức là cho dù trường hợp như nào á thì thị trường nó cũng sẽ điều chỉnh và đi lên thôi nhưng mà chúng ta phân tích như vậy nên mình biết được làm gì à mình biết là thị trường á nó nó đi, nó đi nó đi lên tích lũy đi lên liền luôn hay là thị trường nó phải rủ rồi thị trường nó mới có một cái dịp đi lên trở lại đó nên là chị theo dõi trong những cái phiên sắp tới rồi right. thì nhiều anh chị hỏi em ơi, em ơi bởi vì ngày hôm nay khi mà thị trường nó kết thúc á, thì vẫn có rất nhiều anh chị nhắn tin với em là em ơi à, thị trường nó có chỉnh với em em ơi thị trường nó có rủ ra không em em ơi thị trường liệu nó có gãy không em thì em có nói với chị này là khi mà thị trường mà nó chỉnh thiệt á thì em có nói với anh chị là thứ nhất á là mình sẽ bị bất ngờ nếu anh chị nào đã trải qua những cái phiên mà thị trường nó dương này này cây, này cây này cây này cây này cây này đó hoặc là những cái phiên mà thị trường nó chỉnh như thế này đó thì những cái phiên mà thị trường điều chỉnh đó, nó là một cái phiên nó phải bất ngờ bởi vì làm gì để nhà đầu tư bắt đầu là người ta hoảng loạn người ta bán nên là anh chị lưu ý là khi mà thị trường nó chưa tạo sự bất ngờ á, thì thị trường nó chưa phải là chỉnh. Đó, nên là chắc chắn cái phiên ngày hôm nay là thị trường nó chưa có chỉnh. Đó, và nhiều anh chị hỏi là em ơi khi nào thị trường nó chỉnh thì em cũng không có biết. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường nó chỉnh rồi thì mình mới biết là nó chỉnh. Và em có nói gì là nếu mà thị trường nó xảy ra một cái nhịp điều chỉnh thiệt á là thứ nhất là anh chị sẽ bất ngờ. Và thứ hai á là 99% anh chị sẽ không xử lý được ở cái phiên mà thị trường nó điều chỉnh. Bởi vì em làm bao năm tư vấn em biết trong những cái phiên mà thị trường nó điều chỉnh thiệt á, tức là trong những cái phiên mà thị trường nó nó rướng nó rủ và nó buôn lại và nó gãy thì thường những cái phiên rủ á, là, là, là giảm rất là nhanh nếu để chạy anh chị đã trải qua những cái phiên mà thị trường nó nó, nó chỉnh á, thì tầm khoảng 10 đến 15 phút là các cái mặt cổ phiếu nó giảm rất là nhanh thì thứ nhất là anh chị sẽ bị bất ngờ cái thứ hai á, là anh chị sẽ bị gọi là, là anh chị sẽ không xử lý được tức là anh chị hay bị đơ á. ví dụ như khi mà thị trường nó chỉnh á, là anh chị hay bị đơ là anh chị hỏi đạt ơi thị trường nó sao rồi em em ơi có bán cổ phiếu không em ở và, vào 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 bảy tức là 7749 các zalo là để xem thử các bạn bất cơ nó nhận định cái gì thì khi mà chị vào bảy 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 bốn chiếc cắt rung chị anh chị hóng á là nó hết giờ hết giờ là anh chị sẽ không có xử lý luôn là anh chị sẽ không có xử lý được luôn vậy nên em nghĩ là anh chị cũng biết cái phiên điều chỉnh á em nghĩ là tức là anh chị tức là anh chị tức là anh chị biết cái phiên điều chỉnh nó có chỉnh hay không á thì anh chị, không, anh chị cũng không anh chị cũng không có xử lý được đó thì trong cái tiêu đề ngày hôm nay á em có để một tiêu đề là nếu mà thị trường nó có biến á thì mình cần làm gì chứ không phải là Làm mà đoán thị trường nó có chỉnh hay không anh về đúng không rồi thì em, bây giờ thì sẽ phân tích với chị một cái điều này là đầu tiên á nhiều người hỏi em là sắp tới thị trường nó có gãy nó có rủ ra hay không á thì em có nói chỉ là không có rủ ra nó như vậy để cho anh chị nắm trên cái tinh thần trước bởi vì sao bởi vì mình nắm được cái tinh thần á, là mình sẽ không có bị hoảng loạn anh à, chị lưu à? khi mình đã nắm được cái tinh thần về cái vấn đề về thị trường á, mình sẽ không có bị hoảng thì nếu mà thị trường sắp tới nó có xảy ra một cái nhịp điều chỉnh á, nó cũng là một cái nhịp điều chỉnh để đi lên tức là cái quá trình mà thị trường nó rủ nó sẽ mất thời gian hơn thôi à, ví dụ như là thị trường nó tích lũy đi trên nó đi ngang phía đây nó sẽ tăng tiếp thì nó nhanh quá rồi à, nhưng mà nếu mà thị trường nó có rủ lại thì nó cũng là một cái nhịp điều chỉnh tất cả để cho cho một cái nhịp thậm chí nha theo góc nhiều em nếu mà thị trường nó rủ nhiều lúc nó còn tốt hơn em nhiều lúc nó còn tốt à, chứ anh chị luôn anh chị đừng đừng nghĩ là thị trường nó chỉnh là nó vẫn đều rủ rồi là cái thứ nhất anh chị phải nắm thằng là thứ nhất là mình phải nắm sẵn tinh thần là nếu mà thị trường nó có điều chỉnh á nó sẽ không phải là một cái nhịp điều chỉnh quá tiêu cực ok rồi cái thứ hai này cái thứ hai anh chị phải lưu này là trong cái phiên điều chỉnh á anh chị sẽ không xử lý được anh chị phải nắm luôn cái thằng đó để sắp tới để anh chị để tức là anh chị phải nắm cái thằng này, này để anh chị sắp tới anh chị không có bị hoảng loạn và anh chị nắm lên xong là à, là mình có thể là sắp tới mình sẽ đón nhận một cái nhịp điều chỉnh và thị trường nó có điều chỉnh thì mình sẽ biết cách đối phó với nó để làm gì để anh chị không có bị hoảng loạn bởi vì trong cái quá trình mà em tư vấn thì em thấy là khi mà thị trường nó có những cái mức điều chỉnh thì thường nó sẽ nhanh cái thứ hai là thị trường nó sẽ nó sẽ làm cho những cái room zalo á anh chị nó ở trong các room zalo mà trong những cái phim mà thị trường điều chỉnh á nó rất là loạn ai cũng hô sập ai cũng hô các kiểu thì như vậy anh chị sẽ có một cái tâm lý là anh chị tâm lý đám và thường là anh chị sẽ bán cổ phiếu ra đó tức là thường anh chị sẽ bán những cái mà cổ phiếu mạnh nhất của mình ra đó thì anh chị phải chỗ thứ nhất là em nói anh chị là đầu tiên á, mình sẽ cần chuẩn bị gì thứ đầu tiên á, là anh chị phải chuẩn bị về cái mặt tinh thần đó tức là trong cái video ngày em thì nhiều chị hỏi là nếu mà thị trường nó xảy ra điều chỉnh thì hiện tại là thị trường nó chưa có điều chỉnh đâu nhưng mà nếu mà thị trường điều chỉnh thì chị lưu là anh chị phải chuẩn bị một cái tinh thần trước là sắp tới thị trường điều chỉnh nó cũng là một cái nhịp điều chỉnh để đi lên anh nha còn khi nào thị trường thị trường tạo đỉnh thì trong cái chủ nhật tuần này á, thì em nói em sẽ chia sẻ với anh chị là thị trường đã tạo đỉnh nó sẽ như nào đó còn anh chị cứ biết rằng là là cái nhịp điều chỉnh sắp tới nó là một cái nhịp điều chỉnh để đi lên đó thì là anh chị phải chuẩn bị thôi nó là một cái nhịp điều chỉnh tích cực cái thứ hai á là anh chị phải nắm tinh thần là anh chị phải chấp nhận qua cái phiên điều chỉnh đó luôn tức là sao tức là nếu mà thị trường điều chỉnh là anh chị chấp nhận là anh chị theo dõi cái phiên điều chỉnh đó luôn để mình không có bị hỗn loạn tức là anh chị phải nắm cái tinh thần đó trước tức là nó ờ à, là sắp tới mình có thể là mình dính một cái nhịp điều chỉnh và các cái mà cổ phiếu mình đang nắm nó có thể là nó bị một cái nhịp điều chỉnh nó có thể bị mất lại tầm khoảng ba bốn gì đó à, thì mình chấp nhận mình giữ luôn thì anh chị mới có thể là không bị hoảng loạn trong những cái sắp tới tức là anh chị phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần trước để khi mà thị trường nó có biến động á là anh chị sẽ không bị hỗn loạn mà chị không có bị bán tháo các cái nhóm cổ phiếu đó đó là với những anh chị đang nắm cổ phiếu và những cái mà cổ phiếu có vị thế tốt bởi vì trong những cái nhiều năm á bởi vì em là một người em đánh trên tức là em đánh theo về mặt về trên cũng như mà về mặt sống á, thì có rất nhiều các cái nhóm anh cũng là các cái mã cổ phiếu anh chị nhà đầu tư trong room em á thì anh chị hay bị bán sớm ở những cái nhịp điều chỉnh anh tức là những cái nhịp điều chỉnh thì những cái mặt cổ phiếu nó chỉ rủ một hai cây thôi nhưng mà anh chị anh chị bỏ anh chị nhảy ra rồi sau đó cái cái mặt cổ phiếu nó tăng tiến nó rất là ổn vậy bởi sao bởi vì anh chị không bị không có chuẩn bị sẵn về cái mặt về tâm lý tức là cái quan trọng là vấn đề về tâm lý thì anh chị phải chuẩn bị rút thì anh chị mới có thể nắm giữ những cái mặt cổ phiếu qua cái nhịp điều chỉnh đó rồi đó là cái vấn đề đầu tiên là nếu những chị có những cái vị thế tốt và những cái mặt cổ phiếu tốt thì chị chuẩn bị tâm lý sẵn như vậy rồi cái thứ hai là những anh chị có vị thế không tốt có vị thế không tốt là như thế nào có vị thế không tốt ví dụ như anh chị đang nắm một cái mã cổ phiếu anh chị tức là anh chị nắm một cái mã cổ phiếu ví dụ như thế nào tức là anh chị định mua với cái mã cổ phiếu đó là 200 triệu đó thì anh chị mới mua với cái mã cổ phiếu đó là 100 triệu thôi tức là anh chị mua 50 phần trăm mà 50 phần trăm vị thế thôi đó thì nếu mà anh chị tức là nếu mà chị chỉ mới mua 100 triệu thì nếu mà thị trường nó có biến động á anh chị có thể chấp cho nó chạy luôn anh em tức là anh chị có thể chấp cho nó chẳng ví dụ đang lãi hồi vốn ví dụ như là đang lãi một hai phần trăm hoặc đang hồi vốn thì anh chị có thể cầm 100 triệu chấp cho thị trường nó chảnh đúng không? Tuy nhiên nếu anh chị nào đã mua full tỷ trọng rồi, anh nha. nếu anh chị đã mua full tỷ trọng rồi, thì nếu mà thị trường nó có một cái phiên điều chỉnh á, thì anh chị nên bán cái mã cổ phiếu đó một phần 2 ra. Anh chị anh chị lưu ý điều này nè, tức là anh chị bán cái phiên ATC cái phiên điều chỉnh đó cũng được, hoặc là anh chị bán cái phiên ngày hôm sau cũng được. Nếu mà thị trường nó xảy ra một cái phiên nhược điểm điều chỉnh mà anh chị đã mua full 200 triệu rồi, tức là mua cái phần vốn mà anh chị định mua với cái mã cổ phiếu đó, thì anh chị nên hạ một phần 2 ra để cho nó mình dễ xử lý. Đó. Thì còn nhiều anh chị hỏi em hỏi em là em ơi có nên bán cổ phiếu trước chỉnh chờ chỉnh mua lại không em thì nghĩ là không nên bởi vì sao? Bởi vì anh chị sẽ có nắm rất nhiều những cái mã cổ phiếu nha. Nó sẽ không có giảm khi mà thị trường điều chỉnh. Anh không? Và có những cái mã cổ phiếu nó chỉ giảm tầm khoảng 3 4% thôi. Chứ nó giảm không có nhiều cũng vậy. Và nó chỉnh tầm một hai cây nó lên lại à. Thì mới là cái việc khi mà chị bán cái mã cổ phiếu trước chỉnh đó thì mới là không nên. Đặc biệt là với những chị có vị thế tốt nha. Với anh những cái chị có vị thế tốt thì càng không nên bán những cái mã cổ phiếu trước chỉnh mà cứ để cho nó chỉnh hẳn. Ví dụ như nó chỉnh xong mà cái mã cổ phiếu nó bị phân phối liên tiếp thì mình bán ra. Còn nếu mà chỉnh xong nó cân bằng một hai cây đi lên là mình bắt đầu mình, mình giữ tiếp thậm chí mình, mình có thể mua thêm. Đó thì anh chị nên chuẩn bị cái tinh thần đó để anh chị có thể là xử lý tốt của thị trường trong những cái tới. Bởi vì như em nói chỉ là nếu mà thị trường nó giảm nha, nó sẽ giảm rất là nhanh. Nếu mà thị trường nó giảm nó sẽ giảm rất là nhanh và cái tốc độ giảm trong phiên á, nếu anh chị nào đã theo dõi những cái phiên như này, những cái phiên như thế này. Đó, hoặc là những cái phiên mà thị trường nó giảm như này này, đó những cái phiên thị trường nó giảm như này. Hoặc là những cái phiên thị trường nó giảm như này, những cái phiên mà thị trường nó giảm giảm như này á thì cái tốc độ giảm của thị trường thì giảm thì trường nó sẽ giảm rất là nhanh và thị trường nó sẽ có một cái gọi là em, em, em hay gọi là thị trường nó sẽ có một cái tốc độ giao dịch á. Nếu anh chị nào hay mà nhìn thị trường mà anh chị anh chị cảm nhận được cái tốc độ giao dịch đó. À, tốc độ giao dịch giống như là khi mà thị trường ví dụ như là trong vòng là 5 phút mà thị trường nó giảm một hai điểm á thì nó gọi là cái tốc độ giao dịch nó chậm. À, nhưng mà trong vòng 5 phút mà thị trường nó giảm tầm khoảng 10 15 điểm, tức là cái tốc độ thị trường nó dịch nó sẽ rất là nhanh. Đó à, thì trong những cái phiên mà thị trường nó biến động á thì thường là thị trường nó sẽ có những cái những cái tốc độ dịch nhanh nhanh như vậy. Đó, thì nếu mà thị trường nó xảy ra cái phiên đó là anh chị biết là ờ uh, là cái phiên đó thị trường nó sẽ ra điều chỉnh rồi. Và anh chị nên vô vệ để anh chị đón nhận với nó Đó thì em nghĩ là trong cái video ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với anh chị về cái mặt tinh thần và cái mặt về tâm lý về cái mặt chuẩn bị để anh chị có thể uh, chủ động trong cái vấn đề mình xử lý. Ok ha, rồi đó, thì em chia sẻ với anh chị một chút như vậy thôi. Nói chung là cái mấu chốt là anh chị theo dõi trong tầm khoảng ba bốn phiên nữa thì tính tầm ngày thứ năm, bởi vì ngày hôm này là thứ ba rồi thì tầm ngày thứ năm thứ sáu thì mới là thị trường nó sẽ có biến động rất mạnh. Một là tăng mạnh. Đó, hai là giảm mạnh. Đó, thì em nghĩ là tầm khoảng hai ba cái nữa là anh chị sẽ biết rồi. Đó thì anh chị theo dõi kỹ điểm đó để anh chị có thể là uh, theo dõi các cái nhóm anh cũng như là các cái mã cổ phiếu đặc biệt là về cái mặt tâm lý. Ok. Rồi thì em nghĩ là sau cái nhịp điều chỉnh đó thì các cái mã cổ phiếu nó cũng sẽ các cái mã cổ phiếu nó sẽ xuất hiện rất là nhiều điểm mua thôi. Em nói lại một lần nữa này, vì sao nhiều chị hỏi em ơi? Vì sao cái nhịp này nếu mà thị trường nó có biến động á, thì thị trường nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh thôi. Là cái thứ nhất là thị trường nó chưa có chạy nó rút. Cái thứ hai là trên thị trường chưa có nhóm mà nào nó chưa có nhóm mà nào, nào nó chạy nó rút. Và cái thứ ba là trên thị trường chưa có nhóm ngành chưa có nhóm mà nào, nào có dấu hiệu bị phân phối đó thì đó là ba em nói đơn giản thôi em nói đơn giản để nói nhanh qua à, là anh chị hiểu là vì sao nếu mà thị trường nó có biến động thì thị trường nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh đó đó nên anh chị đừng có lo quá lo là thị trường nó tạo đỉnh trong nhịp này đó còn chủ nhật thì em sẽ hướng dẫn với anh chị kỹ hơn về đỉnh thị trường đó nên là anh chị nào đăng ký thì anh chị cứ nhớ đăng ký với bạn trợ lý của em chủ nhật thì em sẽ chia sẻ với anh chị kỹ hơn à, nhưng mà nói đơn giản là thị trường nhịp này nó là một cái nhịp điều chỉnh tức cả. đó và anh chị nên nắm tinh thần như vậy để có thể là sự xử, lý tốt nhất trong nhiều trong nhiều thì mới là nếu mà thị trường điều chỉnh á thì thị trường nó sẽ về lại quanh cái mốc là tầm khoảng là một nghìn hai trăm chị quanh cái mốc là 1200 ở đến cái mốc là tầm 1210 thế mà tiếng với thị trường điều chỉnh nó sẽ về lại dưới này đó, cùng lắm là vì đã tầm khoảng nếu mà thị trường nó chỉnh thì tầm khoảng 3 40 điểm thì 3 40 điểm thì các cái mà cổ phiếu nó sẽ giảm tầm khoảng là trung bình nha, sẽ giảm tầm khoảng 5%. Những cái mà cổ phiếu là nó khoảng anh chị là nó sẽ giữ giá đi ngang luôn. Sẽ có rất nhiều những cái mà cổ phiếu thị trường nó chỉnh nó chỉ giữ giá đi ngang thôi. Còn những cái mà cổ phiếu nó chỉ mạnh hơn thì có thể là tầm khoảng 10%. Đó để nó chỉ biết là ví dụ như các cái mà cổ phiếu điều chỉnh thì nó có thể rung lắc như này. À, còn nếu mà thị trường nó đi ngang mà nó tăng tiếp á, thì anh chị đừng có lo ha, ok rồi thì đó là góc nhìn của em ha rồi thì đó là về một số cái góc nhìn về thị trường để anh chị có thể chuẩn bị trong những cái phiên về sắp tới em chị nói nhanh qua thôi cũng điểm lại với anh chị chuẩn bị để anh chị chuẩn bị về cái mặt tâm lý rồi tiếp theo thì em sẽ nhìn qua về một số các cái những ngành tâm điểm á em sẽ đi qua về một số những cái mặt cổ phiếu chính thôi đầu tiên là với nhóm chứng khoán Ở nhóm chứng khoán thì hầu như các cái mặt cổ phiếu nó đã qua điểm tức là nó không còn điểm mua nữa vậy nói chung là chỉ phù hợp để nắm giữ thôi nhiều anh chị họ em nay có hỏi thằng vít thằng vít có nên bán hay không thì em nghĩ là thằng vít anh chị không có quá lo đâu nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh bình thường thôi vol thì nó vẫn thấp nên là có thì cứ gặp ngày hôm nay chị thấy là nó giảm năm phần trăm như anh chị thấy đâu có xin nhê đâu nó tăng nó tăng nhân hai rồi mà nó giảm tầm năm phần trăm thì anh chị không có không xin nhê nếu chị mua mà chị bị lỗ là chị mua bị sai điểm nha nếu chị mua thằng vít mà chị mua bị lỗ là chị mua bị sai điểm tức là cái vùng này không phải là điểm mua à, còn những chị là mua trong những cái này như này hoặc là thậm chí nhiều chị khách hàng á anh chị mua trong những cái vùng này là bây giờ anh chị đã lãi nhân hai rồi nó nên là chỉ cầm thôi vô này thì không có vấn đề gì đâu đó, thằng viết thì em nghĩ là bình thường không anh chị cứ cầm. Rồi anh sẽ đi qua về một số các cái mã cổ phiếu thằng HCM này. HCM ngày hôm nay cũng có buổi sáng tăng khá là tốt. Đó, nhưng mà buổi chiều thì bị giảm ngược trở lại. Thì HCM nếu chị muốn mua mới hoặc mua thêm á, tại vì hôm bữa thì anh chị có nhớ là em có đó chỉ là mua tầm giá tầm khoảng 29, 29 nhắm, 29 29 29 29 tức là quanh tầm giá khoảng 29.8 đến 30 á, vùng như thế này này. Đó, thì nếu chị muốn mua thêm á thì anh chị đừng nên mua thêm vội nha. Tức là anh chị cứ cho cái mã cổ phiếu nó tích lũy phía trên này hoặc là có một cái nhịp độ bài đó mà nó hướng đi lên á, thì anh chị mua thêm một cái ở cái phiên hướng đi lên đó nha tức là khi mà nó về lại quanh cái vùng kháng cự nó sẽ có một cái nhịp rung lắc điều chỉnh gì đó thì cứ để cho nó rung lắc điều chỉnh mà nó chỉnh xong mà nó hướng đi lên được nhiều dòng tiền vào thì anh chị mua thêm một điểm báo HCM thì nó sẽ ok đó, thì hôm bữa em có kiến nghiệm với anh chị nên em cũng sẽ cập nhật lại rồi một số những cái mặt cổ phiếu như SBS thì tăng quá tốt ha SBS từ cái điểm mua em có nói với chị là bây giờ nó là tăng tầm khoảng hơn 20 rồi tiếp tục nắm giữ rồi như là thằng uh, Visa thì đang test lại thôi bởi vì hôm bữa em có, có cập nhật với chị là Visa cái cây này á nó 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 nổ lên nhưng mà sao nó nổ lên nhưng mà cái vô nó không có nên là cái việc mà cái mặt cổ phiếu nó rủ nó tích lũy trở lại quanh cái nhịp là bình thường thì mới là có thì cứ nắm giữ được nha không có vấn đề gì rồi uh, FCS này à, FCS thì hiện tại vẫn đang tích lũy thôi nếu gì nào có canh mua thì canh tầm giá ở dưới này là tầm giá tầm khoảng 32.5 vô nó thấp thì anh chị vẫn có thể theo dõi tầm giá khoảng 32.5 để anh chị theo dõi được với cái mặt cổ phiếu này để mua mới đó. có thể là tay tầm tầm 32 32.5 và wow, ok hoặc là với lại là VND này đó VND thì anh chị có thể đợi một cái vùng cân bằng lại nhiều phía sau thì hiện tại VND thì VND hiện tại nó vẫn đang dao động hơi lỏng xíu thì anh chị nên chờ một cái nhịp cân bằng ngắn lại mà cái nhịp sau mà cái anh chị thấy những cái phiên mà nó dao động nó hẹp lại một xíu mà cái vô nó thấp thì tầm giá tầm quanh 20 á thì anh chị có thể theo dõi được nha bởi vì quanh 20 là một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối tốt với cái mặt cổ phiếu VND này nó thì nhóm này thì mới là đa phần các cái mặt cổ phiếu nó đã qua điểm qua là qua điểm mua rồi thì quanh lan quanh thì mới là chỉ còn thằng VND này hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu như BSI thì anh chị nào quan tâm thì cũng có thể theo dõi BSI cũng được thì BSI thì hiện tại nhiều qua thì nó có một cái dạng về gãy nền rũ tức là đi ngang này gãy nền này quay về lại nền này đó thì trong những phiên sắp tới thì anh chị có thể canh những cái nhịp mà nó nó biến động phía sau này À, nó đi ngang được tức là nó giữa một cái nền phía sau được mà cái vô nó thấp lại á, thì những cái điểm đó anh chỉ có thể lên mua lấy vị thế được rồi những cái điểm hướng lên thì anh chỉ có thể canh mua thêm ở với BSI rồi egr này egr à, thì nắm giữ thôi nói chung là những cái mã cổ phiếu này cũng đã qua điểm mua rồi bet ai này bvs này à, cds cũng cũng có điểm không có điểm mua nói chung là những cái mã cổ phiếu này phù hợp để nắm giữ mb cũng tiếp tục nắm giữ nói chung là các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì có hàng thì cứ nắm giữ thôi à, ô rẻ thì anh chỉ có nhớ là hôm bữa có nói gì là mua tầm giá tầm khoảng 15 đến 15 năm à. thì hiện tại là anh chỉ là mua vùng giá này thì hiện tại tầm khoảng là à, tụng tụng tầm khoảng là 15 phần trăm hơn 10 12 phần trăm rồi đó thì chỉ có hàng thì cứ giữ ha đó. nói chung là anh chị thấy các cái mã cổ phiếu anh có báo anh chị á là cái nhiều rồi thì anh thấy là anh chị có báo chị một số các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó chạy đó ok đó bởi vì anh chị lưu ý là nhiều anh chị hỏi là vì sao em, em lại thích mua những cái mã cổ phiếu nọ nên bởi vì những cái mã cổ phiếu mà có cái nền như này anh chị thì nó sẽ là cái bệ đỡ cho cái mã cổ phiếu nếu mà cái mã cổ phiếu nó có những cái mức rũ bỏ sau khi mình mua đó. thì nó sẽ khá là an toàn đó. nên là anh chị có cái mã cổ phiếu chứng khoán nằm là cứ nắm giữ cái mã cổ phiếu chứng khoán đó thôi còn nếu mua mới thì anh chị có thể theo dõi một số những cái mã cổ phiếu như em nói ví dụ BSI là một này hoặc là có thể là thằng nào BSI hoặc là FCS, đó, BSI, FCS và một số những cái mã cổ phiếu như thằng nào VND, đó, VND đó. nên đợi nó cân bằng lại một chút nữa vậy Bởi vì hiện tại thì em thấy là cái cái sự biến động của thằng VND nó vẫn còn thu nơi lớn, tức là như thế cái độ biến động của nó, tức là nó lên rồi nó lên xuống, nó lên rồi nó xuống, tức là cái độ dao động của nó nó hơi lớn một chút xíu, nên là chỉ có đợi nó cân bằng nó hẹp, tức là nó cân bằng lại một chút xíu nữa thì mua nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó. Rồi hoặc à, có thể thằng SAI, SAI hiện tại nó vẫn đang cân bằng, đó thì chị nên đợi nó cân bằng làm một cái phía sau này nên đợi con mà làm một chút xíu nữa nha đó thì chị có thể theo dõi một nhiều phía sau để có thể là mua lấy vị thế qua cái vùng này rồi những cái điểm phía sau thì chị có thể canh mua thêm hiện tại thì em thấy là nếu anh chị nào tức là nếu anh chị nào không không căng ke đóng đếm về giá đó thì vùng này có thể là mua 30% trước được nhưng mà nếu anh chị nào muốn cẩn thận hơn đó, cẩn thận hơn thì anh chị nên đợi nó có cái sự cân bằng nó tốt hơn một chút xíu nữa bởi vì em thấy là vnd với lại đến thì nó vẫn hơi bị dao động nó vẫn hơi đi bị dao động một chút xíu thì khi mà chị mua thì nó vẫn tức là nó vẫn nó vẫn tiếp tục để nó cân bằng á thì anh chị mua thì anh chị sẽ bị sốt luôn à, nhưng mà nếu anh chị nào không căng ke đóng đếm về giá đó, thì chị có thể quan cái vùng này chị mua 30 trăm là vẫn ok ok ha rồi đó là những cái mã cổ phiếu chứng khoán rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu nhóm uh, bất động sản đi ha rồi bất động sản thì đầu tiên thì em sẽ nó nova nova thì vẫn chưa có gì mới nova thì vẫn đang anh chị lưu là nova thì nó vẫn đang trong đại đi lên thì nova thì nếu chị muốn mua, mua mới hoặc là mua thêm á, thì chị theo dõi cái cột về vô tức là chị theo dõi cái cột khối lượng trong những cái sắp tới nếu mà cái mã cổ phiếu nó chỉ còn là đi ngang trong một tuần nữa sau này mà cái vô nó thấp thì chị có thể canh cái vùng này chị mua luôn được mà với Nova còn cái vô nó lớn thì phải, phải quay cho về lắp gáp tức là những cái mặt cổ phiếu nào mở gáp mà những cái phiên phía sau á, mà nó giữ giá phía trên mà vô lớn thì phải quay đợi về, để đợi về gần gáp để mua còn nếu mà vuông thấp kiệt vô lâm lại thì mua trong cái nền ở phía trên gáp luôn ok đó là với Nova Land. rồi tiếp theo là một số các cái mặt cổ phiếu nói chung luôn nha chị em nói chung luôn như này ha ở DG ở đất xanh rồi LDG rồi BDR thì em sẽ nói chung luôn em là em sẽ lấy DG để em nói chung luôn nha tức là những cái mặt cổ phiếu bóng sản á, những cái mặt cổ phiếu nó có cái đặc điểm như này á. thứ nhất là cái mặt cổ phiếu nó có một cái nhịp nó có một cái nhịp bu lên là quan tâm khoảng ngày 28, 29, 30, 31 tháng 7. Tùy thuộc vào cái mà cổ phiếu nó sẽ có một cái điểm cao nhất quanh cái đoạn này. Tức là tầm khoảng tuần trước đó, là cái mà cổ phiếu nó sẽ có một cái điểm rất là cao cao nhất. Đó. Rồi trong cái tầm khoảng lần cuối tuần vừa rồi thì, thì thì, cái mà cổ phiếu nó có một cái nhịp bu lại. Đó. Thì anh chị nữa này? Hôm bữa có nói gì là ví dụ như thằng đất xanh á mà nó đã qua cái vùng 19 đó, thì nó phải giữ ở phía trên luôn. Thì anh chị có thể mua mới hoặc là mua thêm ở trên cái nền phía trên này. Nhưng một khi mà cái mặt cổ phiếu nó đã rướng Rướng qua và nó bị dồn ngược lại á, Thì cái mặt cổ phiếu nó phải quay về nó căn mặn ở phía dưới Thì nếu anh chị mua nha Anh chị nên đợi cái vùng căng mặn ở phía dưới anh chị mua à, Anh chị không? Anh chị không? Anh chị thấy cái điểm hay không? Em nói với Trang luôn à, anh chị thấy, em nói em nói đúng không tức là sao tức là một khi đã rướng á, thì anh chị không nên mua lại ngay mà anh chị phải chờ để xem là cái giữ giá đồ phía trên hay không Ờ à, nhưng mà cái mặt cổ phiếu này là cố tình nó buôn qua này nó bị giờ ngược về này thì anh chị phải chờ cái vùng nó biến động ở dưới vô nó kiệt lại như phía sau thì có thể canh mua mất là mua thêm vẫn ok đất xanh À, rồi dg tương tự nữa nha anh nhau dg quay về lại dưới này đó anh gì thấy chưa đó thì cứ chờ đợi quay cho tầm khoảng hai vô thấp lại xíu thì mua được Rồi dg này rồi đất xanh này rồi ldg này rồi scr này rồi uh, uh, một số các cái mã cổ phiếu như thằng dr này đó, hoặc là ldg này đó, rất nhiều các cái nhóm ngành cũng như các cái mã cổ phiếu trong cái với cái mã cổ phiếu bóng sản thì chỉ có thể theo dõi cái điểm đó để chứ mua Ngồi trường thằng Novaland thì nó hơi khác khác thôi bởi vì Novaland hôm bữa nó có một thông tin tốt mà với cái mã cổ phiếu với cái thông tin từ thông tin tốt đó thì Novaland nó có có thông tin như vậy nên là cái trang nó khá là mạnh còn các cái mặt cổ phiếu khác thì em thấy là đánh y chang nhau rồi với lại thằng htc á HDC thì em, nghĩ là ví dụ như những cái mặt cổ phiếu mà nó rơi một nhịp mà nó rơi nhịp hai như này á thì em nghĩ là nếu như đang nắm HDC nha thì nó chỉ nên bán ra thứ nhất là những gì nào mua trong vùng này, này thứ nhất là những gì mua trong vùng này, này thì chị nên bán ra một phần hai còn có thứ hai là chị mua trong vùng này, này tức là hôm bữa anh chị có mua với cái mặt cổ phiếu trong đoạn này á thì chị nên bán hết ra luôn bởi vì cái mã cổ phiếu này thứ nhất là nó bị giảm với một cái vuông, nó bị vuông, nó bị lớn quá tức là nó xuất hiện nhiều cái vuông, nó bị lớn quá rồi và cái thứ hai là nó bị rơi nhịp hai nó bị rơi nhịp hai anh chị thì với những cái mã cổ phiếu như này á là anh chị cứ bán một phần hai ra cho dù anh chị mua tức là những cái đoạn này, này tức là những chị mua trong dưới này nè thì cái em nghĩ là anh chị nên bán một phần hai còn những chị mua trong cái đoạn này, những chị mua trong cái vùng này, này, thì mới là anh chị nên bán hết rồi right. thì khi nào mình mua muốn mua lại với thằng với thằng hdc cho dùng chị tức là khi nào mà anh có thì anh chị có thể tham gia lại với thằng HDC thì nếu mà thằng HDC anh chị lúc là những cái mã cổ phiếu nó đã rơi nhịp hai như thế này á tức là những cái mã cổ phiếu nó như này anh chị nó rơi một nhịp nó đi ngang nó rơi nhịp hai á thì anh chị chỉ nên tham gia lại khi mà cái mã cổ phiếu nó cân bằng khối lượng thấp ở dưới và nó quay về lại cái nền ở phía trên thì anh chị đánh từ này anh chị đánh lên ok nha à, thêm cái là đó sẽ là một cái cách nó phù hợp với thằng với thằng HDC nó giống như thằng BCG tức là sao Tức là khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi Một nhịp nó rơi cái nhịp số 2 Thì anh chị cứ thả cho cái mặt cổ phiếu này là cân bằng ở phía dưới Và khi mà cái mặt cổ phiếu nó quay về lại được cái phía trên như này Tức là nó quay về được cái nền Tức là cái nền cái nền mà trước khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi nhịp 2 á, Mà cái mặt cổ phiếu nó quay về lại được phía trên á, Thì anh chị đánh những điểm phía sau này chị đánh lên Nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều Để tránh trường hợp khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi nhịp 2 nó rơi luôn Thì nó sẽ rất là nguy hiểm đó, thì đó là cái view em giống với như cái mặt cổ phiếu HDC. đó bởi vì em thấy là cái mặt cổ phiếu này rơi nhịp hai và cái vô nó cũng bán bị bớ, bán bị lớn quá thì anh chị có thể đợi thêm một đoạn nữa thì để theo dõi với cái mặt cổ phiếu này như thế này ok ha cũng cập nhật với những lại một chút quá chị rồi à, sell thì là nếu mà an toàn thì nên đợi cái mặt cổ phiếu này cân bằng là một đoạn đi tạm giá tầm khoảng 19 chín năm thì cái mặt cổ phiếu này nó vẫn hơi biến động xíu nên là nó cân bằng nó siết cái biên lại xíu thì vẫn có thể theo dõi mà nhìn chung là những cái mặt cổ phiếu bón sản thì ví dụ nó ví dụ nó break tức là nó rúi nhịp hai bị phèo thì chỉ có đợi về lại biên dưới thôi đó. đó. thì chỉ có đó là những cái điểm mua phù hợp ok ha nói chung là những những cái cổ phiếu bón sản thì chỉ có thể theo dõi như sau được rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu nhóm À, dầu khí đi ha dầu khí thì em mượn qua nói chỉ là nhiều những cái mặt cổ phiếu đánh theo một cái dạng về gãy này rủ như bvs anh chị à, à, bvs này đi ngang này rũ bỏ này quay về lại nền nổ này thì em thấy là thật ra nha theo góc nhìn của em thì ngày hôm nay em cũng em cũng không thích điểm nổ với thằng bvs lắm bởi vì sao bởi vì thông thường á những cái mặt cổ phiếu nào mà nó gãy rũ và nó quay về lại nền á thì nó nên rũ bỏ hoặc là nên đi ngang vài cây thì nó mới nên nổ à, còn một khi mà thằng bvs mà nó nổ như cây này á thì em gọi là cái cây này một cái cây nổ dưới một cái cây nổ dưới thì anh chị mua ngày hôm nay á đặc biệt là những anh chị đô giá cao nha anh chị không có lại đâu. Nếu mà hàng về thì em đảm bảo anh chị luôn anh chị sẽ rất khó khó lại bởi vì những cái mặt cổ phiếu nó rũ mà cái volume của thằng BV nó rũ thì cái volume của nó vẫn ở một cái mức trung bình cao chứ cái volume của nó cũng không có quá thấp đâu. Nên em nghĩ là với cái mặt cổ phiếu nó chỉ rũ và nó đi lên như này thì cái tính chất rủ bỏ nó không có quá cao. Nên em nghĩ là BV nếu chị muốn mua thì chị nên đợi một cái nhịp một cái nhịp vòng cung hướng lên, tức là một cái nhịp rũ bỏ phía sau hướng đi lên. Hoặc là anh chị đợi một cái nền tích lũy phía sau thì anh chị sẽ mua nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn anh chị nào đu ngày hôm nay thì anh chị cũng sẽ không cũng sẽ rất là khó có lại nha. À đặc biệt là những anh chị mua ca Ok thì anh chị có thể canh mua những cái điểm như vậy. Rồi những cái mã cổ phiếu như BVC cũng tương tự, BVC ngày hôm nay cũng nổ dưới nhưng bị bán thì có thể là nên đợi cái mã cổ phiếu nó cân bằng tích lũy lại một nhịp. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như BVD. Đó, BVD buổi chiều gặp áp lực bán thì khả năng cao thì BVD nó vẫn sẽ cân bằng. Nó sẽ test lại quanh giá tầm khoảng à, 25 25.5 một nhịp. còn BVB thì mình nghĩ là anh chị nên mua, nếu mà mua thì mình nghĩ là anh chị nên cho cứ cứ cho nó quay về hẳn lại cái nền ở đây nè. Tức là anh chị nên mua với cái mã cổ phiếu đó. anh chị đừng có nó, tức là nó vận động dưới nền thì cứ kệ nó. Anh chị cứ cho nó quay về lên phía trên này. Đó, mà tích lại được cái nền phía sau đó, thì chị đánh từ những điểm này chị đánh lên nó sẽ ok rất là nhiều đó thì đó là với những cái mặt cổ phiếu nhóm thủy sản à, xin lỗi chị nhóm dầu khí á. dầu khí thì cũng đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi những cái mặt cổ phiếu đánh về dạng gãy nền rượu bvs và bvd hoặc là bv đó, theo dõi thêm còn rồi thì nó đã nắm giữ tiếp là nắm giữ thôi điểm mua thì với những cái mặt cổ phiếu này không có rồi nhóm thủy sản à. nhóm thủy sản cũng là một cũng là một cái nhóm đã cũng đã chia sẻ với anh chị khá là nhiều à, đầu tiên có xem thì các hàng tiếp, tục nắm giữ à, với cái mặt cổ phiếu đồng khá là đẹp à, em thì có báo với chị khách hàng mua dưới này, này tầm giá tầm khoảng chín đó, à, thì hiện tại vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Đó, những cái mặt cổ phiếu này, này cũng đã hết điểm mua rồi. À nhưng mà nhóm này thì em nghĩ là vẫn sẽ có hai cái mặt cổ phiếu nó sẽ còn điểm mua ví dụ có thằng IDI này. IDI thì chị có thể chờ một cái nền lại. Đó. Anh em đáng đó là trong cái nền là chị phải mua trước thằng IDI này. Không bị nhắc mấy chị rất là nhiều. Ví dụ những cái mặt cổ phiếu đang ở nền hai như này phải tranh thủ chạy mua vào. Đó, rồi trong có thể là ngày qua nếu mà mua sớm thì có thể mua sớm em. Có thể mua sớm mua thêm sớm vào ngày qua vẫn được. À, còn nếu chị nào chưa mua được ngày qua thì có thể canh những cái nền phía sau để chị theo dõi. Ở với thằng IDI tên tăng tăng canh tầm qua 4k. Rồi tiếp theo có thằng NV này. Đó nếu anh chị không mua được thằng ADI thì có thể theo dõi NV. Thì cứ cái mã cổ phiếu trong nền thì cứ vào trước 30 năm trăm Rồi chờ cái mã cổ phiếu nó dùng dần thì cứ kệ nó, nó, nó điều chỉnh nó cũng không có nhiều đâu. Cái mã cổ phiếu nổ lên nhờ sau thì có thể canh mua thêm. Những cái mã cổ phiếu như NV sớm mà nó nổ vậy. Sớm mà nó nổ à. à. nhưng mà quan trọng là anh chị có thể anh chị có cầm nó anh chị có thể cầm cự được cái với, cái mã cổ phiếu đến cái mã cổ phiếu nó nổ hay là không. Anh à, gì ha. À, như này này em sẽ chia sẻ anh chị em sẽ chia sẻ với anh chị một cái điều như sau à là là nhiều anh chị họ nói mà em em ơi sao cái mặt cổ phiếu kia nó nhanh vậy em là bởi vì khi mà cái mặt cổ phiếu nó chạy anh chị mới thấy nó nhanh rồi em ơi em ơi khi mà sao cái mặt cổ phiếu kia nó chậm vậy em bởi vì khi mà anh chị thấy nó chạy rồi anh chị mua anh chị dính cái nhịp tích lũy của nó anh chị mới thấy nó chậm anh chị hình dung không ví dụ như là anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu như d rồi này. tức là anh chị nói là cái mặt cổ phiếu này nó mạnh nhưng mà chị chỉ nhìn được, cái đoạn sao à, nhưng mà những người mà khi mà người ta mua trong những nền những cái vùng mà cái mặt cổ phiếu nó rủ nó biến động tục nha anh chị nản không cực kỳ nản đúng không hay là dưới nhận chị nhìn những cái mã cổ phiếu SSC này, anh chị thấy bây giờ hiện tại cái mã cổ phiếu này cái trend nó mạnh đúng không nhưng mà chị nhìn nó đi nè nó lên nó rủ nè nó lên nó rủ nó chậm rất là chậm thì anh, chị nghĩ là anh chị có cầm được với những cái mã cổ phiếu lên qua những cái vùng như này hay không rất hiếm rất hiếm khi anh chị đâu? họ nhìn, những mã cổ phiếu đất xanh này trước khi mà cái mã cổ phiếu nó mạnh cái đoạn này á, là chị nhìn nè nó lên nó rũ nè nó lên nó rủ nè nó lên nó rủ á thì anh chị nghĩ là anh chị có thể cầm cự và anh chị có chửi cái mã cổ phiếu trong đoạn này hay không hoặc thậm chí là một số những cái mã cổ phiếu có hướng dẫn gì với cái mã cổ phiếu như IDC là quanh cái tầm giá khoảng 42. Hiện tại lãi như là IDC nếu mà anh chị mua tầm giá khoảng 42 á, thì hiện tại là nhiều anh chị lãi tầm khoảng với cái mã cổ phiếu này tầm giá tầm khoảng là 14%. Hoặc là với cái mã cổ phiếu như SBS, này, SBS hôm bữa báo chị bao nhiêu? Dưới này. Đó là tầm giá tầm khoảng 7.5, 7.6, 7.5, hiện tại là anh chị lãi tầm khoảng 21% rồi. Đúng không? Tức là sao? Tức là nhiều lúc anh chị thì chị thấy cái mặt cổ phiếu nó mạnh á là khi mà nó chạy thôi. Còn ví dụ khi mà cái mặt cổ phiếu nó cứ lù 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 như này, anh chị rất anh chị, anh, chị, anh chị rất hay chửi nó. Nên, nên nên là em có, em có hay nói quá nhiều anh chị á là cái ngày nào mà anh chị còn so sánh và cái ngày nào anh chị không có cái tầm nhìn về cổ phiếu á là anh chị sẽ đầu tư rất là cực tức là anh chị sẽ rất là khổ trong cái quá trình anh chị đầu tư á bởi vì sao bởi vì cái mạng cổ phiếu mình nó lên thì nó phải có nghỉ rồi nó tăng một đoạn thì nó phải có tích lũy rồi nó lên thì nó phải có chỉnh thì ví dụ như trong cái quá trình mà cái mạng cổ phiếu nó rung rủ rồi nó biến động rồi nó đi ngang rồi tùm lum hết mà anh chị không đồng hành cùng với nó mà anh chị không có không có chung thủy được với nó mà chị nói chung là anh chị không có không có tâm nhìn về cái cổ phiếu mà chị rời xa nó thì sau này khi mà cái mã cổ phiếu mà nó chạy á là anh chị tiếp à, và ví dụ cho dù anh chị nắm cái mặt cổ phiếu có lại cũng tương tự ví dụ anh chị nắm với cái mặt cổ phiếu trong tầm khoảng là hai tuần 3 tuần một tháng nó lãi 20% 25% là quá ngon rồi có rất nhiều anh chị nha khi mà cái mặt cổ phiếu đã lại nắm cái mặt cổ phiếu đã lại 20 đến 25% rồi cái mặt cổ phiếu nó tích lũy tầm khoảng một hai tuần là hỏi em ơi sao cái mặt cổ phiếu này nó chậm dữ em em ơi sao cái mặt cổ phiếu kia nó mạnh mà sao cái cổ phiếu mình nó đứng yên em là bởi vì cái mặt cổ phiếu mình nó đã, đã chạy rồi anh chị bởi vì cái mặt cổ phiếu mình nó đã, đã lên rồi mà mà cái mặt cổ phiếu nó lên rồi thì phải để cho nó nghỉ nó rung rủ những nhà tư mà yếu tức là nó phải rung rủ những nhà tư nói những cái câu như mọi người á tức là nó phải rung rủ những nhà tư mà chửi nó chửi nó chậm đó thì trong quá trình mà nó đi ngang rồi nó rủ bỏ đó thì nó phải loại bỏ những nhà tư đó ra những nhà tư mà không có tầm nhìn với cổ phiếu đó, thì sau đó nó thì mới đi nó mới đi liên tiếp được anh chị hình như không đó thì với những cái mã cổ phiếu như ida cũng cũng như NV cũng cũng như vậy thì thấy cái này nó đẹp không cực kỳ đẹp cái nền này là một cái này rất là đẹp như vậy hoặc là như anh chị em nói gì là cái nhóm mà thủy sẵn cái thằng ida với thằng NV cái này rất là đẹp nha cái nền này chị đừng có chơi nó bởi vì thấy là cái này con hai cái mã cổ phiếu này khá là đẹp đó đó thì hiện tại thì NV này đó chị thấy NV hiện tại đang tất lũy này nên là nền số 1 này cái này là cái nền số 2 này và anh chị lưu là hai cái nền này này là hai cái này đã tạo ra tiền á anh à, ha hai cái này là hai cái này nó tạo ra tiền á em không nói là ví dụ những cái này này có thể là nó có thể là làm chị lãi là nhân hai không nhưng mà những cái này này nó chạy sẽ không bao giờ dưới ba trăm sẽ không bao giờ chạy dưới ba đó nên là chị nào cứ theo dõi với những cái mà cổ phiếu như LV á nếu chị nào không căng ca, ca tức là nếu như nào không căng ke đông đếm về giá đó, thì trong cái vùng này nói chung là cứ nó nó cứ trong này thì cứ vào ba mươi ba mươi trăm để đó nó chạy như cứ kệ cho nó chạy rồi chân mà cái mà cổ phiếu đẩy dòng tiền vào hướng lên thì chị có thể canh mua thêm mà điểm nó nó sẽ ok anh Còn nếu chị là muốn mua mà chuẩn chỉnh á, muốn mua chuẩn chỉnh thì cứ để cho nó test lại, test lại nó có bằng tốt Dọn phía sau nè. Thì có thể là mua nhận điện test đó. À, còn hướng đi lên là chị mua thêm. Nó à, gọi anh chị mua chuẩn còn nếu anh chị mà không có giỏi về cái mặt kỹ năng về giao dịch á, cũng như là chị không có giỏi về cái mặt về căn cây đông đếm rồi các kiểu về giá về thời gian á thì chỉ chị cứ vào 30% trước gì đó, rồi điểm phía sau chị mua thêm. Thì sau này chắc chắn anh chị anh chị sẽ có quà ok ha Đã nói chung là mình phải có tầm nhìn tầm nhìn xa một chút xíu để thứ nhất mình có thể nắm cổ phiếu và cái thứ hai ấy, mình sẽ không so sánh với cái mạng cổ phiếu mình với cái mạng cổ phiếu đó anh chị hiểu không bởi vì nếu anh chị nào so sánh các cái mạng cổ phiếu mình với các cái mạng cổ phiếu còn lại ấy, thì anh chị sẽ không nắm được những cái mạng cổ phiếu 30 hoặc 50 phần đâu và anh chị cũng sẽ không nắm được với những cái mạng cổ phiếu lãi nhân hai đâu bởi vì sao bởi vì cái khoản lãi 20 phần trăm nó xuất hiện từ 10 và nó xuất hiện sau khi cầm 10 và chịu những cái nhịp điều chỉnh sau khi 10% nó thì mới lên được 20%. Hoặc là những cái khoản lãi 50% nó xuất hiện sau khi mà người ta lãi 20% chấp nhận một dịp chỉnh. 30% chấp nhận một dịp chỉnh đó. Hoặc là 40% chấp nhận một dịp chỉnh đó thì người ta mới có 50% chứ không phải cầm một cái mã cổ phiếu nó chạy một cái e lên 50% anh chị làm gì có. Đúng không? Nó thì anh chị phải có một tâm như vậy. Chừng nào mà cái mã cổ phiếu nó có trên nó có sống, nó đi lên, nó có nền là nắm giữ. Nếu mà cái mã cổ phiếu nó không có phong phối thì cứ nắm giữ thật chặt em. Từ từ nó sẽ lên. Anh chị đặc biệt là trong cái sóng này trong cái sóng này nó không phải như là cái sóng bình thường bởi vì cái sóng bình thường thông thường một cái sóng của thì luôn á nó sẽ tầm khoảng có hai đến ba dòng dẫn thôi thì cái 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 cách đánh cũng là đánh cái dòng dẫn thì nó sẽ khó hơn và mà sẽ tức là mình phải lựa chọn nó kỹ càng hơn nhưng mà cái sóng này là cái sóng tổng thể cái sóng tổng thể nó chỉ xuất hiện giai đoạn tầm khoảng hai không đây này cái sóng tổng thể á cái sóng tổng thể là cái sóng mà các cái mã cổ phiếu nó tức lũy ở dưới đáy và tất cả các nó cổ phiếu nó đều đi lên đó. thì nó chút nó chỉ xuất hiện giai đoạn tầm khoảng 2012 giai đoạn tầm khoảng 2014 giai đoạn tầm khoảng 2020 đây này là cái đoạn này cũng như là cái nhịp này thôi tức là rất hiếm khi nó xuất hiện trong cái quá khứ thì cái sóng này tất cả những cái nhưng mà nó sẽ đều lên đó thì anh chị nắm cái mạng cổ phiếu nào thì nên có cái tâm nhìn với cái mạng cổ phiếu đó thì ngoài trừ một số anh chị nào có kỹ năng giao dịch tốt thì anh có chỉ là trong cái sóng này trường trừ một số anh chị có kỹ năng giao dịch tốt thì anh chị mới mới nên đảo mới, nên đảo sóc đảo sóng tức là như nào đảo sóng tức là khi mà chị ăn một đoạn của những cái mạng cổ phiếu này là anh chị đảo sang những cái mạng cổ phiếu kia để chị đánh đó và khi mà chị ăn một đoạn cái mặt cổ phiếu kia rồi chị đảo sang những cái mặt cổ phiếu gì đánh thì em gọi là đánh đảo sống thì những cái người mà người ta đánh đảo sống thứ nhất là người ta cái kỹ năng người, người, ta xử lý nó người ta phải cao và cái thứ hai là cái khả năng ra quyết định đó, người ta phải lớn tức là cái cái khả năng quyết định người ta phải có đó. thì những người như vậy thì nó sẽ tức là cái cách giao dịch như vậy nó sẽ khá là khó đó. và em là người là người tư vấn nữa. đa phần thì những cái chị khách hàng thì chị sẽ không sẽ không giao dịch được như vậy hoặc là ví dụ anh chị giao dịch đó, thì anh chị sẽ không có kỹ năng xử lý đó, thì nó sẽ khá là khó nên em cũng sẽ chọn những cái phương hướng giao dịch nào mà để chị có thể là gọi à, là tự giao tức là tự giao dịch nhưng mà nó sẽ dễ nó sẽ dễ và nó sẽ nhẹ hơn với tất cả những gì như tôi đó thì hồi nãy đang nói dở với những cái mặt cổ phiếu thủy sản nó thì hiện tại là những cái mặt cổ phiếu thủy sản nó vẫn có những cái mặt cổ phiếu như NV nè vẫn đang có này. nào hoặc là những ADI nếu chỉ theo dõi thì có thể chờ một nền phía sau ok ha rồi các cái nhóm anh còn lại thì em sẽ nhìn nhiều qua chấm thép xíu quá nhóm thép thì vẫn đang có bằng lại đó, ví dụ họ phát này họ phát nó có một cái phiên giảm vô, vô lớn thì khả năng vẫn sẽ vẫn sẽ tết lại cái điểm này một nhịp À, hoặc là những cái mã cổ phiếu nam hoa sen này hoa sen thì cũng như nam kim thì khả năng phải tích lũy lại thôi nói chung cũng không có vấn đề gì vô nó vẫn thấp nhỉ nhóm thép cũng là một cái nhóm chị cũng có thể theo dõi trong những sắp tới được rồi đợi xem nó cân bằng như nào rồi một số những cái mã cổ phiếu như là bán lẻ bán lẻ thì đợi một nhịp thôi nói chung là bán lẻ em rất là trong chờ với thằng FRT nha rồi, đợi thêm nó rủ rủ thêm xíu nữa thì có thể là đánh nhịp hai với cái mã cổ phiếu này được rồi, thêm rồi các cái nhóm cổ phiếu như là nhóm khu công nghiệp ha rồi, HSC này, rồi KBC thì vẫn nó tích lũy thôi. KBC, BHR, rồi GVR này, hoặc là IDC này rồi VGC thì vẫn đang tích lũy. À, thì nếu mà trong những sắp tới mà những cái mặt cổ phiếu này rủ bỏ cân bằng vốn thấp á, thì chị vẫn có thể theo dõi được. Bởi vì rất nhiều những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp gì cái nền của nó đang có ví dụ VGC nó đang có nền này. Anh à, em cái này là cái nền chứ gì nữa. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng BHR này, à, cái này là cái nền của nó. À, thì nếu mà những cái phiên sắp tới mà nó rủ bỏ mà là cân bằng vốn thấp được á, thì những cái nền này chị vẫn có thể theo dõi chị mua được nha. À, vẫn rất là ok á. Rồi, các cái mặt cổ phiếu đang tích lũy thôi. À, anh thấy là vẫn tôi nói ổn. Đó, nên là nhìn chung các cái nhóm ảnh cũng là các cái nhóm cổ phiếu thì thấy là nó vẫn đang rất là ổn tức là nó vẫn đang rất tốt cũng như là nó vẫn đang vận động rất ok Đó, ví dụ như các cái mặt cổ phiếu tất lũy mà ví dụ khi mà thị trường nó rủ á các cái mặt cổ phiếu nó điều chỉnh á thì cùng lắm thì nó nó chỉ gãy nền rũ thôi nó cùng lắm như thằng bv này, này này à, ví dụ như là ví dụ những cái mặt cổ phiếu nó có nền mà cái mặt cổ phiếu nó gãy rũ đây thì cùng lắm nó gãy nền rũ này nó các cái mặt cổ phiếu đầu tư công cũng tương tự ví dụ những cái mặt cổ phiếu như ht một đây à, ví dụ như anh chị thấy nó có cái nền như vậy ví dụ như nó gặp thị trường nó rũ thì cùng lắm nó gãy cái nền rũ này nó quay đầu đi lên hoặc là những cái mặt cổ phiếu như hv đây nó đang có cái nền đúng không đang có cái nền như này thì nếu mà nó gặp thì trường nó rủ thì cùng lắm nó gãy nền rủ về lại chỗ này sau đó đi lên lại à. bởi vì các cái mã cổ phiếu nó vẫn dao động với một cái vô rất là thấp trung bình quanh quanh trung bình thôi cũng không có lớn đâu có nhiều kb này đó ví dụ đang tích lũy đúng không thì nếu mà thị trường nó tốt thì nó sẽ tích lũy nó lên luôn nhưng mà nếu mà thị trường nó rủ thì cùng lắm nó sẽ gãy nền rủ về lại dưới này này đã sau đó căng bằng đi lên lại thì thường là các cái mã cổ phiếu nó sẽ giảm vậy nó thường thường nó sẽ như vậy à, nên là những cái mã cổ phiếu nào mà nó khỏe á, trong những phiên nhập sắp tới á, thì khi mà thị trường nó rũ thì nó sẽ tạo một cái nền tích lũy ngắn còn nếu mà những cái mã cổ phiếu nó yếu hơn xíu hoặc là nó có một cái tính chất rủ bỏ nó cao hơn á thì nó sẽ đánh thêm một dòng về gãy nên rủ thì nghĩa là đó sẽ là hai cái dạng chính của các cái mã cổ phiếu trong dịp sắp tới nếu mà thị trường có xảy ra điều chỉnh ok anh chị ha rồi cũng phân tích cũng như là à, điểm lại với anh chị một số các cái nhóm cổ phiếu trong cái phiên ngày hôm nay nhìn chung là các cái mã cổ phiếu nó vẫn ổn định chứ nó vẫn chưa có điểm gì quá lớn đâu quan trọng là anh chị biết cái tỷ trọng của mình như thế nào em nói lại một lần nữa nè là thứ nhất là anh chị xem thử là cái danh mục của mình đó các cái mã cổ phiếu của mình đó, nó có vị thế tốt hay là không có vị thế tốt đường có lo là thị trường nó chạy anh chị anh chị phải nắm một cái tinh thần nó rút để khi mà thị trường nó biến động là anh chị đừng có lo. Ok ha. Rồi cái thứ hai là nếu anh chị có vị thế không tốt á thì nếu mà có vị thế không tốt mà anh chị mới vào 50%. Như này nè, tức là ví dụ anh chị có 1 tỷ đi, ví dụ anh chị có tỷ, anh chị có 1 tỷ. À anh chị định mua với cái mã cổ phiếu à gì đó là 200 triệu đúng không? Đó, 200 triệu. Đó thì anh chị mua với cái mã cổ phiếu đó là 200 triệu. Đó mà anh chị mới giảm ngân 100 triệu à. Đó tức là anh chị mới chỉ mới dẫn ngân là 50% vốn thôi. Đó 50% của 200 triệu này. Đó thì nếu chị mới chỉ mua 100 triệu thì nếu mà cái mặt cổ phiếu nó chỉnh là chị có thể cầm qua chỉnh luôn không cần xử lý Đúng không? rồi sau chỉnh theo dõi cái mặt cổ phiếu nó như thế nào có thể là mua mới hoặc là mua thêm xin lỗi chị có thể mua thêm hoặc là nếu mà cái mặt cổ phiếu nó xấu thì cơ cấu hoặc là đảo gì đó có thể cầm 100 triệu nhưng mà nếu anh chị anh chị định mua với cái mặt cổ phiếu là 200 triệu mà anh chị đã mua đã anh đã mua 200 triệu rồi á thì nếu mà cái mặt nếu mà thị trường nó có biến động và cái mặt cổ phiếu nó xấu thì anh chị vẫn phải nên hạ một phần hai ra à, đây mới có thể là mình dễ xử lý ok ha thì cầm với chị một chút như vậy tóm gọn là gì tóm gọn là thị trường hiện tại nó vẫn đang trong một cái vùng khá là nhạy cảm và thị trường nó có thể xảy ra một cái nhịp xảy ra một cái phiên điều chỉnh bất cứ lúc nào đó. và anh chỉ phải chuẩn bị một cái phiên điều chỉnh đó tức là mình phải chuẩn bị trong đầu mình phải chuẩn bị rau nó là, à, là nếu mà chỉnh đúng không là tao chấp cho mày chỉnh luôn hoặc là nếu mà thì mà chỉnh đúng không là có thể là tao chơi mày luôn đó. ví dụ chỉnh là có thể là đón nhận cái nhịp điều chỉnh đó đó và anh chỉ phải chuẩn bị như vậy bởi vì như em nói chỉ là nếu mà thị trường nó chỉnh nha là anh chỉ sẽ không hỏi em đâu ví dụ như ví dụ như là anh chị thấy là thị trường mà ví dụ ai cũng ai cũng thấy mà nó tức là thị, trường mà ai cũng hỏi mà thị trường nó 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 chỉnh hay chưa thì tức là thị trường nó vô cái chỉnh nhưng mà đến mà cái phiên mà thị trường nó chỉnh là ai cũng biết là tức là ai cũng biết là thị trường nó chỉnh nó cái phiên đó rồi tức là một cái phiên điều gì mà thị trường nó điều chỉnh đó nó sẽ, sẽ, nó sẽ diễn ra rất là nhanh đó tức là nó sẽ diễn ra cực kỳ nhanh và cái tốc độ của thị trường trong phiên đó thị trường nó sẽ diễn ra rất là nhanh đó nên em nghĩ là anh chị dù anh chị có hỏi em hay không á thì em em nói những cái phiên đó thì anh chị cũng không có xử lý được đâu đó nên là em nói trước như vậy để anh chị chuẩn bị cái tinh thần cho nó dễ. Tức là làm như là mình chuẩn bị một cái tinh thần trước thì khi mà thị trường nó biến động thì mình sẽ thoải mái về cái mặt tâm lý và mình sẽ biết cái mặt cổ phiếu mình xử lý như thế nào. Chứ không phải hỏi thằng đạt là có nên xử lý cái mặt cổ phiếu đó hay không. À, cũng không đi hỏi là các room Zalo anh chị ơi thị trường nó sao vậy em. À, cũng đi không không phải còn phải còn đi hỏi là 7749 các cái room Zalo khác là em ơi thị trường nó có sao không em. Bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng ra quyết định á là ở trong cái trong cái nội lực của mình. Anh không ví dụ anh chị có hỏi chừng nào đi nữa ví dụ cái thằng nó bảo mua rồi có người nó bảo án. nhưng mà cái quan trọng á là cái vị thế anh chị nên như thế nào và cái tỷ trọng anh chị ra sao nó mới là cái điều quan trọng nhất đó còn ví dụ như các râm zalo hoặc các cái cơ thì mỗi mỗi người á, sẽ có một cái vị thế khác nhau mỗi người sẽ có một cái hệ thống khác nhau thì anh chị hỏi thì nó cái người lỗ cuối cùng á, nó sẽ làm gì thôi chứ không phải là các gọi là tức là cái người chịu thiệt hại á, là cái người mà đi hỏi hỏi nhiều á người mà hỏi càng nhiều mà hỏi nhiều nhiều ý kiến càng nhiều á thì nó sẽ cái người thiệt hại sẽ làm gì bởi vì anh chị sẽ bị tàu hỏi chậm ma đó tức là chị sẽ bị loạn nó sẽ rất nguy hiểm nó nên là chị phải cần chuẩn bị trước là nếu mà thị trường nó có biến động á mà sẽ cần chuẩn bị những cái những cái điều gì mình sẽ chuẩn bị cái tâm lý như nào và nếu mà các cái mã cổ phiếu mình đang nắm giữ á về tỷ trọng cũng như là về cái phần vị thế mà sẽ xử lý ra sao với cái mã cổ phiếu đó để anh chị có thể xử lý tốt nhất trong những cái sắp tới thì mới là nếu mà thị trường nó có biến động thì tầm khoảng hai ba cây nữa thôi thì chúng sẽ biến động á Nó nên là chị anh chị chuẩn bị một cái nhiệm như vậy ha rồi về các cái mã cổ phiếu chú ý thì hồi nãy thì mình cũng có điểm qua rồi có dùng một số những cái mã cổ phiếu dầu khí này rồi chứng khoán này thủy sản này hoặc là những cái mã cổ phiếu bón sản nó cũng có rất nhiều những cái vùng mua à, thì chị có thể theo dõi những cái nhịp điều chỉnh sắp tới. À, nếu mà thị trường đi biến động hoặc là các cái mà cổ phiếu nó về vùng mua gì đó thì chị có thể theo dõi để chị mua thêm hoặc là mua mới cũng ok. ok rồi cảm ơn chị rất là nhiều hoa. thì có gì thêm sẽ cập nhật sâu với mọi người. nói chung là chị cứ chuẩn bị tinh thần là cái nhịp sắp tới chỉ là một cái nhịp điều chỉnh tất cực thôi. nên chị cũng đừng có quá lo. Rồi ok ha. cũng cập nhật với chị một chút như vậy. À, thì nếu chị muốn tham gia cái buổi học uh, xác định của em vào uh, tối chủ nhật tuần này thì chị cứ nhấn qua bằng trợ lý của em bằng dung số điện thoại là 0903 ở ba một thì hiện tại cũng rất là đông chị đăng ký tham gia rồi. À, thì anh chị nào đăng ký thì anh chị đăng ký sớm để có thể là chủ nhật thì em sẽ chia sẻ với anh chị anh chị kỹ hơn là vì sao em lại nói là cái nhiệm này chỉ là một cái nhiệm điều chỉnh thôi và em sẽ nói với chị là cái vùng đỉnh của thị trường nó sẽ có những đặc điểm như nào và mình sẽ nhận diện nó ra sao và mình sẽ bán các cái mặt của phiếu như thế nào thì trong chủ nhật thì em sẽ chia sẻ với anh chị kỹ anh chị ha rồi cảm ơn chị rất nhiều đã theo dõi cái buổi video ngày hôm nay à, trước khi anh chị rời đi thì anh chị có thể bỏ ra giúp em một cái nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký anh chị tham gia cái trong cộng đồng thì cứ bấm vào đường zalo bên dưới phần mô tả còn nếu mà muốn đăng ký buổi học thì cứ liên hệ bằng trợ lý của em rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha hẹn gặp lại cả nhà trong những video cũng như trong các buổi livestream của em sau giờ xin chào mọi người ạ à.